Xong vậy nha, anh áp chế bàl trò hô dung đăng hai con chanh bì châm cá lục khâm biệt nè. Anh áp chế bàl căn tài tràn lạng, bà nôm khí nê tư xoay rô con đài cầm bông xong ngom nơi khăn ông châm cá rô bò lục khâm biệt nè. Bà thiên cả nạp bạc xâm bôn đàm bây bà chế thập tay. Bà tu bây chế mà nụp bùm mùi nè, đài chế bạc bụ lục khâm biệt nè bàn xa rập hiếp bì ca kia con. Nâng xa nè giá rùm lê ca chụp chung cả đây tại mọc đòl bê ní. Bà chế bà rốt đài chưa ca khô xa rô bò lục khâm biệt nè. Bàn ruốt tư nơi khăn ông châm cá khăn ông sốc bần tí sấy. Khai xìm riệp đàm bây kịch bì tức lịch bị phục lục nú, nơi tai miên chầm nguồn tràn mần tuôn bàn chanh bị chầm ca nơi lòi. Anh áp chế bàl nâng sạch nhiệt đài miên côn xoa mây phê rì dìa nâng sạch nhiệt nơi sầm ngom nơi khăn ông chầm ca lục không biết ná. Bàn nôm khí nia tầy chô mục rò bong chầm ca hỏi xoay hai côn côn krom cô xá. Nâng sạch nhiệt rò bọc bộ kê ỏi chanh bị chầm ca trò lọc tập tẹp vinh. Anh áp chế bàl khát đài bàn đá trò hô dung bàn đá nực xong vay khăn ông chật. Đài côn côn chanh bao ca khô xá rút chào ca nghe nơi ប្រទេសកូរ៉េជាដើមពួកគាត់បានដាក់ការសង្ស័យថាកូនរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេរារាំងនិងបង្គាប់បញ្ជាមិនឲ្យឆ្លើយឆ្លងជាមួយក្រុមគូសាទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យមានការសង្វេគក្នុងចិត្តជាពន់ពេកអូអេសវិនស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ